cầu nó bể là cầu ai thì sao mà nó bể được anh em thấy nó tiếng dế kêu vậy sao mà nó bể được ơi bây giờ nè anh em mình phải cướp một pha đi cho nó sung sung mấy nay mình đánh mình không cướp gì hết á rồi đi ra bon ơi đi ngoại ơi mua đồ kìa vô thẳng tiếng về luôn có cù cù thật giờ mình đợi bon đi rồi mình đợi luôn cho bon lấy hỗ trợ nha bon trời ơi rồi vô mình đó luôn anh em ơi má nó đánh anh em mình từ từ thôi dùng thằng rồi một thằng thôi mít to trước rồi cho gáp cứ bán đây nó còn lát hay sao nha em à ly xin trong này ngoại rồi nó bẻ lái rồi má nhờ bon AFK mình mới có chiến thắng rực rỡ vậy chứ ăn ba bãi trong thúng boss nha bon ơi okay. Mắt đây nè nhưng mà vẫn ăn được nha có đánh láo a còng Levi mặt cười tháng tuổi nè anh thẳng xuống luôn nè rồi nó chết đó nha ngoại phải cho nó chết nha ngoại mày cấp 2 lên nha ngoại nó dồn rồi lên luôn ngoại ơi lên ngoại ơi lên bà hai kìa lên từ từ ngoại lên hai nè dính xếp nó Trời ơi, nó bóc cái bài ác chưa? Biết chào những phát không? Lên. Chết. Ai dạ. Dí luôn lên. Để anh chết thì để anh. Khu ai vô? Vô có phải là đẩy luôn lên cho mít luôn lên. Clear. Vậy? Tắt xuống kia nha mọi người. Ôi trời ơi là trời bấm nhầm nút B. Đẩy vô. Chết cơm được cái chứ. Nè cá nữa cũng được nha ngoại. Ơ nè ngoại. Ra được nè, Dũng luôn nó lát. Chết rồi. Thải. À nào ai vô được đây. Dũng. Chơi luôn, quậy. Hấp chiêu quá. Cứ chơi, thằng nào cũng được, Rồi. Này! Đừng có khen xong mấy cái khen thì tôi bị mất tập trung lắm mọi. Hai mày cái này sao? Vòng đi mọi người, vòng. Bỏ vô trước nha. Ở đây, nhìn ở đây. Bến này, ở đây không lát kìa. Rồi, nhìn sập nó. Ôi đường cái nữa đi, đường cái nữa. Rồi cái nữa không? Để anh quét cái. Bon ơi, anh tới với Bon nè. Được nha, vô được. Ây da. Ây da, ngoại ơi. Chết rồi. Chị thấy chết rồi, chị buông ra. Chết cơm rồi. Nè, giết được ai thì giết. Ai da, mình hờn quá. Ngoại ơi. Gì? Vô luôn nè ngoại. Ngay mà lê ơi. Giết luôn. Tôi đây còn beo nè. Ấp chiêu rồi. Không beo ơi. Tôi gọi. Thêm một cái nó làm một cái nó. Nó chưa sáng rồi ngoại ơi. Vô luôn ngoại. Tăng cho em đi ngoại. Hai bon ơi. Luôn. Cái hộp về đi ngoại. Dừng. Ở đây nó mà. Gần không rờ. Không biết luôn. Đây mà cam. Rồi, đến được set bài cái. Ê, tôi sao lưng ông này lên nó ra nè. Ok ngoại. Quát được pháp. Hay quá vậy. Tun hả trời, mua tun hả? Sao mà kéo được mấy pha này đúng rồi. Hình như đi sai đường ngoại ơi. Ngoại ra báo luôn. Bạn biết vậy tôi đi bộ về tôi chắc cớm hơn là tôi lít cái lồng đèn. Em có anh bảo không? Ôi trời ơi, lên cái đồng đèn
đúng là lòng đèn tử thần luôn á chứ. Bọn ơi, lên là bọn ơi. Ok nè. Còn lát cho anh được. Rồi. Ngoài chứ. Em sập nó cũng được nha ngoài. Sập nó không lát. Ai là anh mẫu cho em đánh S mà nay nhìn anh đánh thì ép em muốn đi mít quá. À, các em nè. Mít tao nó không lát đâu, mít tao. Không lát đâu mà. Đây em ta lên trên nè. Mãn mù luôn. Ngoại mù luôn rồi. Chồng CC hợp lý rồi đó. Không biết mà cà lên đến giờ. Tôi sợ ngoại lắm rồi. Em hết banana rồi. Rồi đẩy xong dẹp rồi. Rồi từ nha. Đây. Này lên lại nè. Đó bây dạ. Có từ bi nhanh đi. Ê, nó ta lê kìa em. Hay rồi. Quay, chết cơm rồi. Không lát. Trời ơi, đứng cái gì mà sai dữ không? Sao mình có thể lát? Mẹ nó dịnh dọ lại ở đây. Mình chạy. Nó dịnh dọ nó đây rồi. Đây nè, có tôi hái diều này nè. Ngoại coi nè ngoại. Xuống bó luôn ngoại ơi. Ôi, mấy anh trai này quá. Để tiếp lên, nên biết rồi tôi biết. Ây da. Ôi, mình né dở quá vậy ta. Má, né dở quá. Bà, ôi. Đỡ chén này với anh em ơi. Không lá nè. Ồ, nó mất rồi đúng kìa. À đây không rồi luôn. Trời ơi, bọn cặp thở luôn rồi. Cái góc, mãi bọn kiếm thở luôn rồi. Ác quỷ quá bọn ơi. Nhưng giờ sai chỗ. Má, chết hết rồi. Ui, bo nó cướp Bala kêu của Whiskey rồi. Ủa, tưởng đâu thằng Whiskey nó cướp cái bên tai của thằng Bon chứ. Cái miếng hay nha anh. Cái mà gà rồi. Miếng. Cà nhín. Khó chịu. Ơ, chơi bo nó. Ơ chà. Đi không rồi. Ông ngoài ngoài ơi. Trời, thằng Le này nó giống tôi quá Lê. Nó lên. Em chậu lắm. Khó gì em. Trời ơi. Trời ơi, nó ảo tưởng hết trời. Cà nhín. Trời ơi, kìa nó châu. Không ạ. Cà châu điên. Buôn chuột chứ. Biết tôi bị cậu ba bỏ bùa. Thì cũng vậy đó. Là bùa đâu. Bùa chơi ngải gì tùm lum tùm la hết đó. Ý là nó là bỏ bùa chơi ngải. Đúng rồi, tự dưng nắng ghê. Đúng rồi. Tự dưng nắng ghê. Nếu mà bùa bán đâu để nó mua cho cũng cậu ba luôn. Mua cho cậu ba nhà mình. Kêu là cậu ba bỏ bùa Meiko.